Chào mừng bạn đến với ngày đầu tiên của chương trình 66 ngày thử thách. Bài học đầu tiên là về sự nhất quán kỷ luật hàng ngày cũng như là tư tưởng xuyên suốt trong chương trình này. Để tôi giải thích cho bạn về ba từ này, ví dụ bạn muốn giảm cân thì mỗi ngày bạn bớt ăn đồ ngọt một chút và mỗi ngày bớt đi một chút thì đó gọi là nhất quán kỷ luật hàng ngày. Hay bạn muốn sức khỏe của bạn tốt lên mỗi ngày thì mỗi sáng bạn luyện tập thể dục một chút và uống đầy đủ nước mỗi ngày thì bạn sẽ thấy sự tiến bộ khác biệt. Đi qua chương trình này, bạn sẽ được xếp chồng lên nhau những thói quen tốt mỗi ngày, mỗi tư duy mới, thói quen mới. Những người thành công thì chưa hoàn toàn có tư duy tốt hơn bạn, nhưng chắc chắn họ có thói quen tốt hơn nhiều người khác. Do đó, bạn muốn thành công trong giống như họ thì hãy làm những điều tương tự giống họ. Trong Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki có nói những học sinh hạng A thì làm việc cho những học sinh hạng C, những học sinh hạng B thì làm việc cho chính phủ. Sinh viên hạng C không giỏi nhưng họ có những thói quen tốt, thói quen của những người thành công. Bạn đã có trên tay cuốn sổ ghi chép chưa? Hãy ghi chép lại những thành công nhỏ của bạn, những điều tuyệt vời của bạn. Hãy công nhận bản thân bạn, hãy ghi xuống những bài tập của bạn ngày hôm nay. Tại sao bạn có mặt tại chương trình này? Bạn muốn chương trình sẽ bạn muốn trở thành ai sau chương trình này? Sau khi bạn trả lời xong, hãy chụp ảnh lại và post lên group và đọc những post của người khác và comment. Bởi vì chỉ khi bạn quan tâm đến người khác thì cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời hơn. Bây giờ, hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.